tượng nhất là tôi thấy là phát triển rất là nhanh mà thể hiện một cái sự phồn vinh, một cái môi trường sống trong lành. Và mỗi lần đến đây thì tôi thấy là khơi cho mình một cái nguồn cảm hứng của sự phát triển một cái phân khu rực rỡ. Tôi đầu tư ở Aqua City là sản phẩm đầu tiên là năm 2019. Đến nay thì tôi cũng đến đây 5 lần. Mà mỗi lần đến đây thì tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên vì cái sự phát triển nhanh chóng của cái hệ sinh thái Aqua ở đây. Điều đặc biệt ở đây tôi thấy là cái được tham quan cái trung tâm an ninh của Aqua City. Hệ thống là an ninh là 4 lớp đảm bảo cho sự an ninh cũng như là cái quan sát rồi cái sự an tâm của cái cư dân ở đây. Tôi thì rất là hài lòng khi đầu tư ở Aqua City vì đây là một cái nơi là đáng để đầu tư.